và chúng ta cũng có những cái thông tin như là đến từ tổng thống là Berkeley của El Salvador thì ngày hôm qua đó tổng thống là Berkeley đã nói là chúng tôi sẽ mua một Bitcoin mỗi ngày bắt đầu từ ngày mai thì đi, như bạn nói là chúng ta đã bắt đầu một cái quá trình là mỗi ngày một đáy mới tại vì mỗi lần mà tổng thống là Berkeley mua thì giá lại xuống nữa như bạn nói là tổng thống Najib Berkeley cuối cùng cũng đã biết DCA chung mình giá là gì Tại vì trước đây cứ có tiền là mua tùm lum Bây giờ đó thì cũng ít cho biết chia ra Để mà mua để có thể chung mình giá được Thuận nên thì nghĩ là nếu như Mà quỹ tiền tệ quốc tế đó IMF ghét El Salvador Và muốn thấy họ phá sản đó Thì cách dễ nhất là hay đẩy giá Bitcoin lên cao Như là 100.000 đô, 200.000 đô Thì với tốc độ mua này đó Thì nước El Salvador sẽ hết tiền nhanh Đó đương nhiên là thường nãy giờ với các bạn mà thôi nhưng mà nhìn một cách khác đó, các bạn có thể thấy là thị trường này đã gây phần lớn thương tích về mặt giá cả rồi giá đã xuống rất là nhiều bây giờ đó thường nghĩ chúng ta đang ở cái giai đoạn là thị trường sẽ dày vò tâm lý bằng cách là cho chúng ta mỗi ngày một nhát dao tin tức khi mà chúng ta nhìn những cái chu kỳ cũ đó thì ai cũng nói là dễ quá thường là từng chia sẻ với các bạn rồi người ta nói là nhìn vào đường giá của BTC những năm trước đó thì hai năm downtrend, trend mua bitcoin rồi chờ giá lên nếu dễ gì đó thì ai cũng làm được rồi các bạn sự thật không phải như vậy cái mà biểu đồ sẽ không bao giờ cho các bạn thấy đó là sự dày vò lòng tin của những người còn lại cho đến khi bitcoin của bạn vào tay người khác rồi khi mà giá tăng đó các bạn lại nghe nói là có thêm triệu phú tỷ phú mới mọi người là lại nói là ước gì khi xưa là mua bitcoin trong những mức giá thấp như thế này nhưng mà không ai hỏi mấy triệu phú tỷ phú đó đó mua hồi nào và từ ai vậy cho nên khi các bạn bán đó đương nhiên sẽ có người mua câu hỏi là tại sao bạn bán và tại sao họ mua be strong my friend Bây giờ đó Thuận sẽ chuyển qua để mà chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái sự kiện của FTX Và bây giờ đó chúng ta sẽ không nói tới tin đồn mà nói tới tin thật đi Tại vì cách đây vài hôm đó nhiều thông tin là tin đồn có dẫn chứng trên mạng mà thôi Nhưng mà bây giờ đó một trong những điều tốt khi mà chúng ta thấy một công ty nào mà khai bị phá sản đó Đó chính là cái cơ hội để chúng ta có thể biết được sự thật bên trong là như thế nào Khác với lại khi mà họ khai phá sản rồi bán hết tài sản chúng ta không có cơ hội để biết được cho nên nhiều công Công ty đó thì họ muốn khai bảo vệ phá sản chapter 11 để họ có cái thời gian và trì hoãn được nhiều thứ nhưng mà cái mà nhiều CEO đó nhiều quan chức của công ty không nghĩ đến là khi mà các bạn khai bảo vệ phá sản chapter 11 đó thì sẽ có nhiều thứ bắt buộc và được công khai dựa theo luật hiện tại nhất là ai nợ các bạn các bạn nợ ai tình hình công ty như thế nào. Cho nên đây là điều mà thằng nghĩ là nhiều CEO đó có sự hối hận khi mà qua chapter 11 và thằng nghĩ là Sam bây giờ cũng đang có cái sự hối hận đó các bạn. Tại vì chúng ta đã bắt đầu thấy những cái tài liệu đến từ tòa án đầu tiên liên quan đến cái sự kiện này rồi thì chúng ta đã biết đó là Sam Bankman Free đã rời khỏi chức vụ CEO rồi. đương nhiên khi các bạn khai bởi phá sản đó thì phải có một cái CEO mới có cái khả năng để mà lái công ty qua cái sự kiện khai bởi phá sản này và người đó phải có người có kinh nghiệm thì cái người giữ chức vụ CEO bây giờ cho sàn FTX là John Ray thì John Ray đó là người được à, bổ nhiệm bởi tòa án cũng như là người được à, bổ nhiệm bởi những cổ đông để mà giữ chức vụ CEO của sàn FTX để mà lo cái sự kiện này thì John Ray đó là một trong những người mà trước đây cũng đã từng giữ chức vụ CEO để mà lo cái vụ à, phá sản của công ty Enron đó nhưng mà nào mà theo giới tài chính cũng biết đây là cái sự kiện lớn cỡ nào và sau đó để dẫn đến là công ty kiểm toán Arthur Andersen À, lúc đó đó thì Arthur Henderson là một trong những công ty lớn sau cái sự kiện của Enron đó, thì công ty kiểm toán đó cũng coi như là dẹp luôn đó các bạn và Enron cũng đã dẫn đến những cái luật liên quan đến tài chính như là Sarbanes Oxley thì nói chung đó Enron là cái sự sụp đổ rất lớn trong uh, thị trường tài chính và là một cái cú sốc rất lớn cho nhiều nhà đầu tư tại vì họ rất tin tưởng vào công ty này nhưng mà ai ngờ họ lừa đảo như vậy nói tới Enron thì John Ray là người mà đã được bổ nhiệm lúc đó đó cái uh, vụ mà khai phá sản đó cũng là John Ray nhưng mà các bạn thấy được là cho dù so sánh với lại Enron một cái sự kiện lớn mà lừa đảo như vậy đó John Ray nói là chưa bao giờ thấy cái sự kiện sụp đổ nào hoàn toàn như là FTX nó còn tệ hơn cái Android nữa đó chính là lời nói của John Ray thì tại cơ nào vấn đề đây đó là John Ray bây giờ cũng không thể nào miêu tả được cơ nào tại vì sao tại vì bây giờ đó John Ray hoàn toàn không thể tin tưởng bất cứ một báo cáo tài chính nào công ty hết á, tức là những báo cáo tài chính đến từ Mira FTX hay là báo cáo tài chính đến từ những cái công ty phụ thuộc vào hai công ty này đó thì đều không rõ ràng và hoàn toàn không có sự liên kết, không có sự chính xác nào hết á cho nên hiện bây giờ tại chắc chắn rồi nhưng mà tại cơ nào đó John Ray phải cần thêm thời gian để mà từng bước từng bước một xem coi là chuyện gì đã xảy ra và thiệt hại là bao nhiêu bây giờ cũng không rõ luôn các bạn nó tệ đến như vậy đó John Ray nói đó là hiện bây giờ đó rất rõ ràng là FTX đó không đủ nhân sự không đủ tính bảo mật người ta có thể là dùng một account một cái user và password để mà share lẫn nhau và không có cái sự rõ ràng liên quan đến kế toán kiểm toán gì hết á cho nên hoàn toàn không thể tin tưởng được những cái giấy tờ hiện bây giờ thêm vào đó đó thì chúng ta đã thấy được là một số những thông tin nổi bật trong cái uh, sự kiện này đó đã ra ánh sáng rồi. Thứ nhất đó, là chúng ta thấy được là Sam bankman Free đó là mượn tiền từ Alameda, tức <laughs> là tiền uh, từ FTX của những nhà đầu tư đó thì chuyển qua Alameda, rồi sau đó đó thì uh, Sam bankman Free tự bản thân mình mượn 1 tỷ đô la cho Sam và đương nhiên Sam đó là cũng là người mà chủ của Alameda, Sam giữ tới 90% cổ phần lợn. Thêm vào đó đó giám đốc kỹ sư uh, của FTX đó, chính là Nisha Singh, cũng là người mà cũng mượn Alameda là ba triệu của bạn thường là hai người này đó đã lấy hơn 1,5 tỷ đô la ra khỏi Alameda rồi để mà sử dụng cho mục đích riêng của mình. Đó là cái thông tin mà chúng ta thấy ở đây. John Ray nói là cái sự uh, sắp xếp của công ty FTX này ở cái đế chế này nó khá là phức tạp không có rõ ràng và có rất là nhiều những cái gọi là silo có nghĩa là những cái số công ty này đó thì hoàn toàn tách rời ra khỏi số công ty khác nó không có cái sự liên kết lẫn nhau để cho công ty này không rõ công ty kia làm gì và giấy tờ đó nó không rõ ràng thì điều này đó là cố tình hay là người ta quản lý công ty quá dở chúng ta vẫn chưa có biết bây giờ nha chúng ta chỉ biết đó là sự thật mà thôi thì nói chung đó thì cho nói là đế chế của FTX đó, đã có bốn cái cột bốn cái cột này đó bị tách rời ra bên đây không biết bên kia làm gì và bên kia cũng không biết bên nọ làm gì Ngoài trừ là sam và vòng trong của sam mới biết mà thôi những nhân viên làm việc trên công ty này đó thậm chí họ cũng không có rõ là bên kia còn bao nhiêu tiền bên nọ còn bao nhiêu tiền và tiền từ đâu đi đến đâu họ cũng không biết luôn tại vì khi mà họ gửi qua một cái công ty kia rồi đó họ hoàn toàn không thể biết được là cái nguồn tiền là tiếp tục di chuyển đi đâu nói chung đó, thì đây là một cái sự quản lý yếu kém về cái phương diện kế toán kiểm toán hay là đây thật sự là cố tình để mà che giấu như đang xảy ra đó là điều chúng ta vẫn chưa có câu trả lời hiện bây giờ nhưng mà nếu như mà nói tới là cố tình để mà che đầy những gì đang xảy ra đó thì tại sao có phải là tại vì sam thật sự là xài nhiều tiền như vậy cho nên không muốn người ta biết hay là còn có ai chủ mưu sau lưng đó chính là điều thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video kế tiếp nhưng mà đầu tiên chúng ta trở lại đi thì bốn cái cột liên quan đến đế chế FTX đó là bốn cái nào? Thứ nhất đó là John Ray nói là chúng ta có một cái công ty có tên là Westrim Sires Inc. Thì Westrim Sires Inc này đó là một công ty mà bên dưới có những công ty phụ thuộc như là FTX US, Ledger X, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets và Embed Clearing. Đây là những công ty mà thuộc về West Rams. Sires. chúng ta hay được là ngoại trừ công ty này ra đó có công ty thứ nhì, cái cột thứ nhì đó chính là Alameda Research. Thì Alameda Research đó, chúng ta có một số công ty riêng thuộc về Alameda Research nữa. Rồi chúng ta có cái cột thứ ba đó chính là công ty có tên là Clifton Bay Investment LLC. Thì đây là công ty đó mà chúng ta thì được là có những cái công ty như là Delta de FTX Venture LTD. Nghĩa là cái công ty đầu tư à, của FTX đó, thì đây là công ty mà đầu tư vào những dự án khác là một cái trụ cột nữa là ba trụ cột trụ cột cuối cùng đó là trụ cột có tên là .com và đây là trụ cột mà có sàn FTX đó, và FTX Trading thì đây là bốn cái cột riêng biệt của FTX mà không có cái sự kết nối lẫn nhau mặc dù là cùng một chủ mặc dù là Sam và dòng chồng đã hoàn toàn biết là nguồn tiền đâu tới đâu nhưng mà người làm có thể là không biết được tại vì họ không có rõ bên kia đang làm gì đến nỗi đó mà các bạn thấy bên dưới này đó người ta nói là cái cách làm đó của FTX đó cực kỳ là lỏng lẻo luôn đến nỗi mà một bên á thì à, nói là cần phải thanh toán tiền Và không có một cái hệ thống thanh toán nào hết, không có một cái hệ thống kế toán kiểm toán nào hết á, mà họ dùng online chat à để mà kêu mình kia gửi tiền qua rồi bên đây đó xác nhận gửi tiền bằng cách là dùng những cái uh, emojis, có nghĩa là những cái biểu tượng như các bạn nhìn thấy trên màn hình <laughs> các bạn có nghĩ đi. À, một bên bên kia công ty nọ nói là bây giờ gửi tiền qua Alameda đi thì uh, bên FTX đó, chia sẻ cái emoji này là ok <laughs> các bạn cứ nghĩ đó là cái cách mà họ gửi tiền và xác nhận gửi tiền lẫn nhau đó các bạn không có một cái tài liệu kê toán kiểm toán nào rõ ràng hết á thêm vào đó đó là tiền để đâu và bao nhiêu đó không ai biết luôn các bạn đến nỗi mà hàng ngày đó không có ai thống kê là công ty này còn bao nhiêu bitcoin bao nhiêu ethereum và công ty kia còn bao nhiêu tiền mặt hoàn toàn không có những tài liệu như vậy thậm chí đó ở trong cái đợt mà khai bơi phá sản này đó john ray kiếm được cái ví lạnh và trong cái ví lạnh đó đó có 740 triệu đô la crypto nha các bạn 740 triệu đô la có nghĩa là 3 phần tư của 1 tỷ đô la đây các bạn mà không ai biết số tiền đó là thuộc về của ai hết Thế nói chung là 740 triệu này người ta cũng chẳng biết là từ account nào hay là thuộc về quyền sở hữu của ai chỉ biết là bây giờ công ty kiếm được cái ví lạnh có số tiền này mà thôi các bạn cảm thấy được là nó lỏng lẻo đến cỡ nào cho nên bây giờ đó John Ray thật sự là không biết nó tệ đến cỡ nào đâu chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi khi mà có thêm thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn Thêm vào đó đó thì cũng đã được xác nhận Đáng tiếc đó, thông tin đã xác nhận là sàn FTX đã dùng tiền của mình để mà mua nhà cho nhân viên Chúng ta cũng đã nghe nói tới những cái tin đồn là Sam có cái căn penthouse 40 triệu đô la ở Bahamas Rồi các bạn cũng nghe cái thông tin liên quan tới Constant uh, là cái người mà quản lý công ty đó, cùng với là một số người khác cũng có một cái biệt thự ở Albany. thì cuối cùng nó đã xác nhận là những cái đó đều là có thật hết. nhưng mà đó người ta nói là một công ty thì họ mua đất rồi uh, hay là họ mua nhà, rồi sau đó họ cho nhân viên của họ ở trong đó nó cũng không phải là điều gì mà quá bất thường đối với những công ty lớn. nhưng mà cái điều bất thường ở đây đó, John Ray nói là những cái bất động sản này đó là mua nhưng mà không phải công ty đứng tên tiền là của công ty nhưng mà mua xong đó thì là Sam đứng tên hay là người khác đứng tên chứ không phải là tài sản của công ty đó là cái điều bất thường ở đây có nghĩa là cái sự nghi ngờ bây giờ là sam dùng tiền của người gửi vào để mà đi tiêu xài cho bản thân của mình và mình tự đứng tên những cái bất động sản này và đối với những người nào mà đang chờ đợi cái kết quả của ftx thì cũng đáng tiếc lắm các bạn tại vì cg à, cuối cùng cũng đã nói là cái ngày mà sam gọi cg đó để mà cầu cứu đó thì lúc đó đã quá trễ rồi CZ thực sự là không thể giúp đỡ được cái lỗ hổng quá lớn và khả năng đó là sam đã gọi rất nhiều người rồi và không ai chịu giúp hết Cho nên cuối cùng Sam đó Thì mới để cái tôi của mình một bên Và gọi CZ Nhưng mà lúc đó cũng đã quá trễ Cho nên CZ nói là Nếu như mà Binance không giúp đó, Thì khả năng là cũng không có ai bên ngoài Có thể giúp được đâu Đó là cái tình hiện tại đây các bạn Rất là đáng tiếc luôn Khi nào mà khó thêm thông tin Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn Và sự việc này đã kéo theo Rất là nhiều những cái hệ lụy Các bạn đã thấy là biết Bao nhiêu công ty bây giờ ngưng withdraw à, Vì cái sự kiện này Chúng ta lại có thêm những thông tin mới hơn Liên quan tới uh, Solana Thì uh, cách đây hai ngày đây thường đã chia sẻ với các bạn là Solana Foundation đã update cái thiệt hại đến từ FTX nhưng mà nào mà muốn rõ hơn đó thì cái video 1462 một thì đã chia sẻ kỹ hơn về những thiệt hại của Solana và thường đã thống kê ước tính với các bạn thiệt hại là bao nhiêu thiệt hại đó không hề nhỏ đâu các bạn về cái phương diện là tính theo giá trị đô la nhưng mà về Solana Foundation có bao nhiêu tiền và cái sự thất thoát này đã có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Solana Foundation hay không thì không có biết các bạn nó chỉ chia sẻ là họ cùng thức Thoát rất là nhiều trong một sự kiện này Nhưng mà cái điều mà lạ hơn đó là chúng ta bắt đầu Thấy những động thái nó hơi bất thường một chút Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói tới là cái thông tin ngoài trừ cái thiệt hại chúng ta nói tới Cái số tiền mà bị lóc lại trong FTX Của Solana Foundation ra đó Chúng ta cũng có cái thông tin là Trong cái giấy tờ ở trên tòa đó Thì cho thấy được Alameda đó Vẫn đang giữ 292 triệu đô la unlock xô so, rồi chúng ta có 863 triệu lóc xô so, và chúng ta có 41 triệu xô so dùng để làm thế chấp nói chung là cái số lượng Solana mà Alameda có đó rất là nhiều luôn cái sự lo sợ bây giờ đó là khi mà trong cái đợt um, gia tò này đó thì cái số tài sản này sẽ bán, bán đấu giá và có khả năng là cái số lóc xô so này bị unlock hay không thì cũng không rõ là hợp đồng nó như thế nào nữa nhưng mà nếu như vậy đó thì nhiều người cho là cái khả năng là Solana sẽ được xả cũng có đó chứ mà không có đó các bạn và số tiền không hề nhỏ, thôi chỉ chia sẻ những gì mình thông biết mà thôi và chúng ta cũng thấy được nên là có những động thái rất là bất thường giống như hôm nay chúng ta nghe nói tới là cả ba sàn Binance, OKX và Bybit đó, thì đều ra thông báo là họ ngưng không cho gửi USDT và USDC ở trên Solana nữa thì các bạn thấy được là Binance mới đầu thông báo là không cho các bạn có thể uh, gửi đồng tether và usdc đồng ổn định đó, nhưng mà gửi qua mạng lưới solana nhưng mà sau đó đó thì uh, binance nói bây giờ đã cho các bạn gửi solana usdt chứ không cho gửi solana usdc nhưng mà hai sàn còn lại đó okx và bybit thì nói là họ sẽ list luôn solana stablecoin có nghĩa là không cho các bạn sử dụng những cái đồng ổn định trên mạng solana nữa thì tại sao vậy đây là điều mình vẫn chưa rõ hiện tại có khả năng là họ nghĩ là cái thế chấp ở trên mạng Solana cho USDC và USDT đó không có 1:1 một một như người ta nói hay là không thường không rõ điều này tôi chỉ biết đó là đối với sự kiện này tự nhiên rất nhiều người nhìn vào USDC ờ à, nghĩ là có cái dấu hiệu gì cho thấy được là cái số tiền thế chấp để mà giữ giá một đô đó của USDC trên Solana gặp vấn đề hay không thì Circle nói là không có dựa theo tài liệu của Circle đã công ty đứng sau USDC họ nói là bây giờ họ vẫn cho người ta dùng USDC ở trên Solana và có thể gửi trực tiếp trở về công ty Circle để mà lấy lại một đô la không có vấn đề gì hết không biết tại sao mà những cái sàn như là OKX, Bybit và Binance ra quyết định là không cho tiếp tục gửi đồng USDC thông qua lưới Solana còn những mạng lưới khác thì vẫn cho nha các bạn Các bạn sử dụng những mạng lưới như là Ethereum thì vẫn gửi được Chỉ là không cho trên mạng Solana mà thôi muốn chưa rõ cái thông tin này Nhưng mà thường sẽ chia sẻ thêm khi mà biết thêm thông tin với các bạn Còn về BlockFi đó thì đáng tiếc chúng ta nhận được một cái thông tin Thông tin này đó nói là hồi xưa đó, cách đây vài tháng, hồi hồi tháng 7 đó Thì lúc đó thì mà BlockFi gặp vấn đề liên quan tới 3AC và Luna UST đó Đã có công ty Nexo, ngoài chỉ công ty FTX ra thì Nexo là công ty mà nói là có ý định muốn mua lại công ty BlockFi. Và cái điều đó như thế nào đó thì dựa theo tài liệu đó Nexo nói là Nexo đó đã đưa ra một cái deal là mua lại công ty BlockFi với giá tổng cộng 850 triệu đô la. Trong đó đó 30 triệu đô la là mua 55 cổ phần của BlockFi có nghĩa là trở thành cổ đông chính của BlockFi đó. Còn lại 500 triệu đó là cái đường dây tín dụng có nghĩa là khi mà BlockFi cần người ta tới rút tiền thì người ta rút trực tiếp từ Nexo để mà đưa cho những người tới rút thì nói chung đó, đây là cái điều được uh, chia sẻ bởi Nexo nhưng mà bên dưới này đó chúng ta đã được là cuối cùng thì uh, công ty mà BlockFi lựa chọn để mà hợp tác đó chính là công ty FTX US các bạn và họ đã đưa ra uh, cái offer đó lúc đó là 680 triệu thì có thể nhiều bạn nói là nhìn vào thông tin này đó Theo thuận thì tại sao họ lại lựa chọn 680 triệu Mà không phải là con số được chia sẻ bởi Nexo Nhìn thì có vẻ là cao hơn Tại vì sao vậy các bạn Tại vì đó theo tôi nghĩ là Nexo đó chỉ muốn mua lại 51% cổ phần của BlockFi với giá là 30 triệu mà thôi Trong khi mà các bạn thấy được là bên dưới này đó FTX US nói là họ sẽ mua lại công ty BlockFi Tất cả luôn nhưng phải là 51% Tất cả luôn với giá là 200 40 triệu có nghĩa là con số này đã nhiều hơn con số mà được đưa ra bởi Nexo mặc dù là cái đường dây tín dụng thấp hơn như các bạn đi nhưng chỉ có 400 triệu mà thôi so với đường dây tín dụng của Nexo bên trên này đó là tới thu nhớ là 500 triệu thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhìn vào cái điều này đó thì công ty Spotify đã lựa chọn cái lựa chọn mà cho những cái người lãnh đạo của công ty Spotify đó có số tiền cao hơn tại vì đây là cái số tiền mà 240 triệu mua lại cả công ty BlockFi Đó là những cái nhân thù mà thôi họ đang lựa chọn một cách đi với công ty nào mà cho họ cái lợi nhuận cao hơn cho bản thân của họ chứ không có phải là họ nghĩ đến những cái khả năng và hậu quả sau này tại vì sau khi đó mà công ty BlockFi được mua lại bởi FTX US thì đã có nhiều thông tin như các bạn đã thấy trên mạng đó nhiều lời cáo buộc nói là nhân viên của BlockFi đã nhiều lần bị sức ép để mà gửi tiền từ BlockFi đến FTX cuối cùng thì các bạn thấy là BlockFi đó không những bây giờ muốn withdraw mà BlockFi bây giờ cũng đang hướng tới con đường là khai bơi phá sản tương tự như là FTX luôn các bạn. Nếu như mà BlockFi hợp tác với Nexo thì nghĩ là kết quả có thể khác hơn nhưng mà đó là câu chuyện ở một cái thế giới khác rồi, không phải là ở thế giới này. Và đây là những cái thông tin mới nhất xoay quanh cái sự kiện của FTX. mà thùng muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta còn một loạt thông tin nữa đó thùng sẽ chia sẻ trong cái video kế tiếp. Yo, yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got